bán xe rồi. Thằng này giờ trở về con số không tròn chỉnh. Dưới cái gầm cầu này ai chẳng bắt đầu từ con số 0. Mất thì kiếm lại, nghĩ làm gì? Mình thằng này ấy, số mấy cũng chấp. Nhưng khổ nỗi là còn thằng ca cơ nữa. Thì anh chả bảo là nó tự lập rồi đấy thôi. Nó có đòi hỏi cái gì đâu. Nó đòi hỏi đấy. Nó đòi hỏi một người bố sang trọng, đàng hoàng hơn thằng này. Lại suy diễn rồi. Nó cũng chỉ muốn anh cố gắng thì tốt hơn thôi. Thì thằng này cũng cố lên đến chức bảo vệ, xong rồi mất sạch sành xanh, hết được chấm rồi. Đã chả học hành bằng cấp gì rồi, bây giờ kiếm được cái công việc tử tế như thế là tốt lắm rồi. Đen thì phải chịu, cái làm thế nào. Cứ dằn vặt, hành xử thô lỗ, chả ra cái gì đâu. Nói thẳng là thằng này cục xúc đi. Thằng Thạch nhà anh có lo cho anh có vì cái tính đấy đấy. Thôi được rồi, nãy giờ nói đạo lý rồi, đây nghe rồi. Bây giờ có tiền không? Cho vay ít. Thằng này đền xe xong rồi còn đúng cái chun. Cho luôn, không vay mượn đi đâu. Ôi, sông xanh thế. Ơ, đi cùng nhau này. À, hết được chấm nhỉ. Cùng nào. Gặp ngoài ngõ hay chả nhẽ em cho đi nhờ. Xuống đi, ngồi ý thì đi đấy. Xuống thì xuống. Này. Ừ. Tưởng đem về nấu thì tí ăn cơm chung. Trẻ ranh. Vừa mới đần mặt ra xong nó nhè nhởn ngay. Việc nào ra việc đấy, đúng không? Biết. Này, Lưu về rồi, đi. Ủa gì lại đi về rồi mà. Ôi, trông hợp phết nhỉ. À anh, cái chuyện của anh nói tới đâu rồi ạ? Xong rồi, bán cái xe là vừa đủ. Bây giờ ta còn đúng cái nịt. Ơ, thế anh xoay tiền ở đâu? Anh Điền bảo là vay em để giúp anh mà. Đúng rồi. Luyến lươn. Cái gì? Mượn luyến lươn á? Ừ. Thế sao lúc em bảo là mượn của Bình để đỡ anh thì anh bảo là ngửa tay xin tiền cái nhục lắm. Bây giờ anh lại lấy tiền của luyến lươn là như nào? Thì sao? Thằng này thích thì mượn nhá, còn không thích à, cho không cũng không thèm nhá. Hello, chào buổi sáng. Luyến lươn kiêm chủ nợ. Sáng người ra đã ngáng hay bảo sao cả ngày không đen. Anh Lưu ơi. Ơi. Lần sau anh gặp em, néo em phát nhá. Ôi thật, nhìn mặt anh hãm lắm ấy. Hãm xong chưa? Xong thì uống luôn. Duyên trời định rồi, thấy không? Hết được chấm. Ăn sáng. Không ăn. Ngon lắm. Không ăn. Không ăn để ăn nốt. Mới mấy hôm trước định vặn răng ra đi trả nợ. Thế mà hôm nay nó đứng nhè nhởn te tởn được rồi. Thằng này đã xác định rồi. Của đi thay người. Nhá. Từ nay trở đi, Lưu này sẽ thành Lưu phiêu linh, không nói linh tinh. Đấy, hết được chấm. Đúng không? Ô mà cái đồ thần kinh ấy. Đấy. Đi ra thì đi. Mắng thì cũng xinh. Đi nhờ tí. Nhờ vào gì? Nhờ tí nào? Tí. Nào! Nhờ kì. À. Xuống! Nào, thằng này tứ cố vô thân. Đằng ấy mà về sống đằng này ấy, thì sau này không phải lo hương khói gì cho ông bà hết. Sướng nhất. Ôi, thằng điên! Ok. Ok, này! Luyến ơi! Đi nhờ tí mà. Sao? Điền đúng một người nhá. Ngồi im chứ bà còn đạp. Chưa gì đã bà với thằng này. Kiểu này ra đến chợ chắc là tôi thành con của cô quá. Dán cái mồm vào. Dán rồi, dán rồi. Sao? Nói bao lần thì cứ đùa đùa ấy nhỉ. Bảo sao chả có chó nào thèm. Ok. Này, không chê anh nghèo thì lên xe anh đèo. Luyến ơi.